Ây da, bác mới đập hộp con trâu sắt này à? Đúng rồi. Ây da, khét đấy. Quả này khét đấy. Đây, cháu đang định tính sắm con trâu chăn để thi thoảng bác mượn cày mà này. Bác lại sắm con trâu sắt thế này rồi thì kiếm ăn gì được nữa nhỉ? Con này giờ mấy chục hả bác? 10 triệu 500. À, 10 triệu 500 à? Ây da, cháu thử không nào. Rên, 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 ra dẹp ra, không vỡ mồm, ra dẹp ra. Dẹp ra, rên. Con trâu này, con trâu này là nó không ăn mấy. Úi giời ghê. Số má như này mà, số má kiểu cần gạt số này mà cháu nhớ ngày xưa cháu thi trong phi công lái máy bay ghê qua. Úi giời. Úi tà tà. Ông có biết thế nào không mà ngoài ghế vào đây làm gì? Ngắm. Thử nào. Úi giời, úi dín dín. Dí. Nạ quá phải xem thì à, thế nào để thiết lại. Ái già, ghê đấy, khét đấy. Con này coi như là không cần phải coi như lo gì, con nhổ cỏ, cắt cỏ cho ăn. Chỉ cần đổ xăng vào phát rồi phụt nó phát. Phụt phát thế nào. Rừng rừng. Một quả đầu tư cực kỳ lớn. Đây là nhà bác hàng xóm mình ấy, các bạn. Bác vừa mới sắm con máy cày thì cái ở đằng sau cánh đồng của bác rất chi là rộng, cho nên là cũng phải lên làm con này đi. Bởi vì làm con này chỉ có người mỏi thôi chứ nó không có mỏi, đúng không? Còn trâu bò kia thì nhiều khi là mình phải nghỉ để cho nó nghỉ. Nhưng mà thôi được rồi, thế là chúc mừng ông hàng xóm đã sắm được con trâu sắt. Long Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thì các bạn thấy đấy, hôm nay lại được ăn cái món coi như là đặc sản của miền Bắc. Đó là thời tiết lại bắt đầu mưa lồm ẩm các bạn. Thì các bạn cũng biết là cái bộ môn chơi cá này thì nó rất chi là mất nhiều thời gian và sự kiên trì. Thì hôm nay mình dọn lại cái bể này chắc phải hết một lần nước như thế này nữa thì may ra mới thả được cá. Thế cho nên là tranh thủ là dọn dẹp rửa ráy cái bể này thì cũng sắp sửa có những trận mưa rào rồi, thì mong rằng là có những chú cá tròi xịn sò để thả vào trong cái bể này các bạn. Thì các bạn ơi, bây giờ mới bắt đầu mới lúc sáng thì mới rửa được coi như là cái ối ới con sáo. Lúc sáng thì mới rửa được cái khu AV ở ngoài kia. Thì tự dưng hôm nay xuất hiện một con sáo lâu về. Thì không hiểu sao thì nó bị gãy mất một chân các bạn. Kìa, nó đang đấu kìa. Con sáo này gãy mất một chân thì thằng Nhân nó vẫn đang đặt bẫy ở đây này. Bởi vì là chắc là nó thấy kìa bay đi rồi. Chắc là do tình hình là nó thấy còn một chân thì chắc nghĩ nó nghĩ thương. Thế nên nó bẫy vào để nó lui hay sao ấy. Thì là từ sáng đến giờ nó quấy động hai con sáo lâu ở trong AV này của mình. Phải nói là khủng khiếp luôn. Mà cái con sáo đấy nó cũng dạ lắm nhé các bạn nhé. Nó bay khắp vòng quanh đây nhưng mà nó không dính vào lồng của thằng Nhân. Mình mà ra xem này là nó ghét lắm đấy. Nó đang cố gắng lắm để bẫy con ấy. Kìa giờ nó ở tận trên kia rồi kìa. Nó gãy một chân thế nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc là do cái bản năng của nó ấy. Thì là nó vẫn kiếm được mồi cho nên là vẫn cứ sống được như vậy thì là do bản năng của nó. Còn bây giờ thì mình đem thức ăn này, cái món dế đặc sản này của cho cái chú khiếu của mình. Cũng khá chi là nhiều việc các bạn. Đây là em khiếu mà mình mới mua hôm qua đấy. Thế nhưng mà nhát lắm các bạn. Không hiểu sao nó nhát kinh khủng luôn. Con này thì cũng thấy được đánh số vào chân đây. Nhưng con này nó có một cái lỗi các bạn. Thì mình mua rẻ hơn một chút xíu ấy. Còn nếu không thì mình chắc chắn là không mua được. Còn nếu mua được phải giá cao. Con này nó bị mất hơn một móng ấy các bạn. Thì mình tính là mua để sinh sản ấy. Ghép sinh sản thì cho nên mình cũng không có quan trọng lắm về cái móng chân của nó đâu. Thế nhưng mà không hiểu sao ấy, khi mà hôm qua mang về để vào trong AV ấy, thì là con khiếu mái kìa với con này ấy, hai con đấu mỏ vào nhau trông nhìn trông xót ruột lắm. Thế cho nên là mình sẽ phải mất nhiều thời gian với cái việc là cho em nó ở trong cái lồng kia. Con mái thì có kêu do thế nhưng mà nhảy vào là mổ luôn. Thế cho nên mình vẫn chỉ có dám là đậy áo lồng vào, không dám mở ra để cho chắc phải mất nhiều thời gian. Còn thì khó đấy, nghe vẻ là húc đầu cứ phi rầm rầm thế này thì hơi xót ruột. Thôi sao thế, làm sao phải sợ thế. Để ghép được chim sinh sản nó là cả một quá trình đấy các bạn. Trước tiên là phải làm sao để cho con chim nó thuần một chút xíu, chứ nó nhát quá thì nó chết lặng thì mình sẽ khó làm cho nó sinh sản được hơn. Và đặc biệt hơn nó là những con mái. Cho nên nếu mà khi ghép sinh sản thì rất nhiều các bạn có đóng góp cho mình những ý kiến rất chỉ là hay, là cố gắng tìm những con mái thuần ấy.
Đấy, thế cho nên là khó đấy. Thôi, không nhảy nhót nữa, lại phải đậy vào các bạn. Không thì nó cứ nhảy nhót này, nó hoảng lắm. Mình cứ đậy ở trong một lửa thế này thôi. Một lửa như này, cứ để vào trong kia. Chắc phải mất một thời gian dài cho chúng nó. Thứ nhất là chúng nó quen nhau này. Thứ hai nữa là để con này nó cũng đỡ nhát hơn. Đây, mời em ăn đi. Ăn đi là làm quen với trống nhá, không được đánh trống đâu nhá. Mái này rất coi như là cậy nhà cũ, cho nên là cứ nhảy vào mổ trống. Thế chứ nhỉ. Mình vẫn cung cấp mồi tươi cho kể cả con mái và con trống mới mang về này các bạn, để cho nó thứ nhất là tăng sức khỏe, và thứ hai nữa là có thể chúng nó nhìn nhau ăn thì chúng nó cũng có một chút nào tình cảm. Cho nên là sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Còn thì khi mà ghép sinh sản này thì cái tỷ lệ may mắn vẫn là nghiêng về nhiều hơn. Còn kỹ thuật thì nhưng mà vẫn phải chờ đợi vào may mắn các bạn. Thì không ai mong muốn là những cái kết quả xấu, thế nhưng mà nhiều khi vẫn phải là chấp nhận. Thì còn nếu các bạn nào có nhiều kinh nghiệm thì theo như các bạn bao nhiêu thời gian nữa thì mới có thể là làm thả cái con trống này ra, thì nhờ các bạn là tư vấn giúp mình nhá. Bởi vì là mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm đâu. Nếu mà thả ra ngay mà sợ chúng nó đánh nhau thì cũng tội. Mà nếu mà lâu quá, chờ đợi lâu quá thì mình sợ là nó không còn kịp mùa nữa. Thế cho nên là trong cái vụ này rất chỉ là khó, nhờ các bạn là giúp đỡ mình. Trời đất âm u thật các bạn. Không hiểu sao vẫn chưa hết những cái ngày âm u này, mưa lồm gió ẩm này các bạn này. Các bạn nhìn này, nhìn từ dưới trở lên cái công trình của mình khủng khiếp này. Nhìn từ đằng sau ấy thì nay lại ra ngoài cánh đồng ấy, thì xin bác hàng xóm ấy, bác vừa rồi bác mua cái máy cày ấy, vì ruộng nhà bác đấy quá rộng luôn này các bạn này. Đó. Cho nên phải sắm máy cày là đúng thôi. Sang nhà bác này xin một quả cà chua về cho cụ rùa. Rồi. Đấy. Cà chua chín nhiều thế. Đấy, và tiện tay là nhổ luôn mấy cây rau diếp này này. Hôm qua tháng nhân nó rổ trộm mình các bạn. Mấy các bạn bảo vào xử lý nhân đi, nhưng mà trêu đùa vậy thôi. Ngày trước mình cũng hay ăn trộm ngô ở nhà nó về cho chim chỉ mà. Cho nên là kệ nó, cho nó mấy cây để nó đem đi làm quà tặng quế không sao cả. Đây, hai la lá đây nhỉ. Mạnh dạn nên rổ cả một cây luôn. Úi giời. Thế này là chim chỉ ăn thoải mái mát ruột rồi. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem chim chí của mình so với chim chí của nhà hôm vừa rồi ấy, mình mới quế đi mua công xem có đẹp không các bạn nhé. Ui này, à lại dỡ được cái này các bạn này. Cái này rất chi là hay luôn. Cái này tí nữa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, nhưng mà thôi thấy thì cứ nhặt thôi. À, tiện tay thì lại à đúng rồi, tiện tay thì có khi lại phải nhặt thêm thôi, không cần nữa. Chốc về mình sẽ chế cái đồ của mình, nhưng mà thấy cái tâm mùn tơ tơ này là thích rồi. Đây, chim chí của mình đây các bạn này. À, cho các bạn xem một chút xíu nhá. Cho nó ăn này. Riêng nói về chim chí của mình ấy, thứ nhất là mình bổ sung thêm cám này. Có nhiều các bạn không biết là các bạn có nhớ không, nhưng mình còn có bổ sung thêm cả ngũ cốc ấy. Trong đó là có cả đậu này, hột đậu này, thóc này, kê này. Nói chung là rất chi là nhiều thức ăn, và đặc biệt hơn là mình bổ sung thêm rau. Tức là rau xanh, rau củ quả. Thì làm cho cái lông của những con chim chí của mình rất chi là mịn luôn. Đặc biệt là con chim trống này của mình này các bạn này. Nếu mà không biết là các bạn nào từng xem video mà mình cùng với Quế đi lên mua công không ấy, thì là nhìn chim chí của nhà người ta ấy, thì mình thấy là tất nhiên là màu, thì mình dám khẳng định là màu con chim chí này của mình là nó đậm màu hơn. Phần lông nào ra phần lông đấy mà lông nó mịn hơn. Thế thì mình nghĩ là chắc là do cái chế độ chất dinh dưỡng đấy. Thế cho nên là nếu như các bạn nào mà nuôi những con gia cầm ấy, thì các bạn cố gắng bổ sung thêm nhiều rau vào, thì là nó sẽ làm cho cái bộ lông của con chim nó khá đẹp. Đấy. Thì còn bây giờ chỉ còn mong đợi lại là hai con mái này nó đến ngày sinh sản thôi. Thế nhưng mà cũng không nên hy vọng nhiều quá, chờ đợi xót hết ruột các bạn. Kể cả những con chim khiếu của mình thế, trông ngóng mỏi mắt, nhưng mà sau cuối cùng nhận lại cái thất vọng ấy. Kể cả đôi chim chí này của mình ngày xưa nó có một con mái ấy, mình càng nóng chờ bao nhiêu thì cuối cùng nó lăn đùng ra nó hy sinh, thế là nhìn theo. Còn thì nhiều các bạn cũng bảo mình bảo là anh quay về vịt ương ương đi, thì các bạn thông cảm cho mình ấy. Sáng nay mình cũng dọn dẹp vệ sinh, rửa giấy cho chim ương ương, à vịt ương ương. Thế nhưng về con trống về mùa này ấy, không hiểu sao về mùa này nó thay lông, không biết là có phải là sắp sửa vào mùa sinh sản hay không, thế nhưng mình cũng không nắm được. Nhưng mà mình xem một số cái thống kê và số liệu vào trên các trang mạng ấy,
thì là người ta nói rằng là vào mùa xuân ấm áp lên là vịt bắt đầu thay lông để vào mùa sinh sản, thì mình cũng chờ đợi thôi, chứ còn cái hy vọng thì cũng không muốn hy vọng nhiều, vì nó thay lông con chim con vịt trống nó xấu đi ấy, thì mình không muốn quay cho các bạn, chỉ sợ khi quay nó xấu trai quá sợ các bạn chê cười. Còn bây giờ thì thôi, bây giờ mang lốt cái quả cà chua vào cho cụ rùa nữa. Ở đây nhá, tèng tèng tèng, tặc chiu. Cả nhìn cũng tội thật các bạn thấy không? Con chim nó vẫn đang đậu bờ tường. Nhìn cũng tội thật, cảnh một chân không biết là kiếm ăn ở ngoài tự nhiên thế nào, nhưng mà nhìn cảnh một chân nhìn trông thương thật. Mà cũng khổ mấy con sáo của mình ở trong này, cứ kêu thò ra đến rát hết tai với chúng nó luôn. Mình thì dạo này cũng ít quay về cụ rùa cho các bạn xem ấy, thế nhưng mà thực ra là trong ngày nào cũng thế, là cho cụ hôm thì bữa cà chua, là hôm thì bữa dưa chuột. Cụ chỉ thích cà chua với dưa chuột thôi. Các bạn nhìn này, mình cấu cấu một tí ra, một chút xíu ra để cho cụ đấy dễ ngoạm ấy. Đấy, cụ ra giờ đây này. Cụ chỉ có rút ráy ở trong gốc cây thôi, không có đi ra ngoài bon chen gì với đời cả. Cả lũ chim bay ở trên đầu cả, không quan tâm, cứ ăn no là chui đầu ngủ thôi. Còn nếu là buồn buồn thì lại bò đi thăm mấy gốc cây tí cho vui. Bắt đầu ấy, bắt đầu cụ đang ngửi thấy mùi rồi đấy. Con sáo nó lại bay đi chỗ khác các bạn. Nó cứ đỉnh ở trên nóc bro này nhà mình, với hoặc đỉnh ở mái tôn, hoặc đỉnh ở mái nhà hàng xóm kìa. Đấy, mong sao là nhân nó bẫy được. Ví dụ như nó bẫy được thì nó nuôi, thì con sáo đỡ phải vất vả đi kiếm ăn. Các bạn, ở trong một cái môi trường tự nhiên ấy, thì nó cũng có một những cái cuộc gọi là phân tranh, rồi những miếng ăn. Nói chung là cũng bon chen lắm. Thế nhưng mà loài nào thì là giống đấy, mà mỗi con có một cái bản năng riêng, cũng như là cái câu chuyện hôm qua mình kể về chú cá cờ vậy thôi. Sinh ra, tạo hóa ra con gì vậy thôi. Ông trời đều cho nó những cái bản năng riêng. Thế nhưng mà mình mong là bẫy được để nuôi thôi, nhưng mà nhiều khi nó không mong là như vậy. Nó lại rất chi là sợ. Nó sợ con người làm tổn thương tới nó, rồi thì nó mất đi cái bản năng của nó. Còn thì nếu mà để mà như các bạn biết đấy, mình cũng chẳng phải là đạo đức giả gì đâu. Thế nhưng mà mình nuôi nhốt thế này thì nó đã là cảm thấy là mất đi cái quyền tự do của nó rồi. Thế nhưng mà thôi thì đó là cũng là một cái thú chơi, một cái đam mê. Đấy, mình đang nói chuyện này nó đã chào đón mình ở đây này các bạn này. Mỗi một lần ấy, đi qua là nó phi ra thôi. Cho nên là nhiều khi mà tay mà nhiều khi mà nhanh hơn não là nó bay ra mất. Rồi, bây giờ vào thăm lại chúng nó và tặng chúng nó một cái món quà các bạn, một cái món quà tèng 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 tèng. Ăn hết rồi. Đây, thức ăn thì hết sạch rồi. Còn đây chính là cái lý do mà mình vừa mới nhặt được một cái bẹ chuối khô ấy ở ngoài ven đường, và mình cộng thêm một chút lá chít để đưa vào trong này. Ví dụ như trong trường hợp mà nó cần đến cái lá chít hoặc cần đến những cái sợi tơ của cái nọn chuối khô này, thì nó có thể là nó sẽ làm tổ nó dễ hơn các bạn. Hoặc là nó cũng thể là mình mua những cái cây ấy, những cây này có thể nó tước ở trên những thân cây ra. Thế nhưng mà không hiểu sao nó cũng vui thì nó cảm giác, mà chả vui thì thôi. Buồn ghê ấy. Cho nên là cho nó ăn thoải mái như này. Đấy, mà nó cứ mặt nó cứ trơn trơn ra kìa các bạn nhé. Đấy, nó mặt nó cứ trơn trơn ra kìa. Con này là con ngũ sắc đấy các bạn. Mặt nó cứ trơn trơn ra kìa. Còn con này là con quế lâm. Ở trong này mình có một con chim khuyên ấy, nhưng mình cũng muốn thả nó ra nhưng mình không có bắt được các bạn. Bắt thì sợ nó hoảng hết những con chim khác của mình ấy. Thì thôi cứ để nó ở trong này cho nó thoải mái đi. Thức ăn cung cấp đầy đủ mà, là ok. Còn thì nói về hai con cá cờ ấy, thì hôm qua mình có quay các bạn xem ấy, thì nhiều các bạn bảo mình bảo là anh em bắt con cá cờ mái ra, bởi vì tầm này con mái của nó là không còn tác dụng gì nữa. Thế nhưng mà các bạn thông cảm là mình không thể bắt được,
bắt ra thì không biết là sẽ xử lý như nào, không may sợ nó lại quăng tèo mất thì phí. Thì cho nên là con mái của nó khi mà nó vào cái phạm vi của phần con nó thì con trống nó đuổi thì nó lại chạy sang các ngăn này, cho nên mình không sợ, bởi vì cái bể của mình nó cũng rộng mà, cho nên là các bạn là hoàn toàn yên tâm. Còn thì cũng mong sao là chúng nó cũng bình an vô sự, chứ còn thì dù kể cả một con cá nhỏ như này thôi mà nó chết thì mình cũng cảm thấy nó rất chi là tiếc, bởi vì nó bao nhiêu công sức mình nuôi nó mà nó chết thì đúng là thực sự là tiếc thật, chứ không chi là những cái con to. Thì còn thì thôi, cũng đã là mình xin phép dừng video để mình theo dõi chứ xem là cái con sáo kia của nhân nó bẫy có được không. Các bạn có hóng bẫy được không thì các bạn sang kênh Nhân Tạm Mốt các bạn xem nhá. Còn thì mình kết thúc ở đây để tiếp tục lại chăm sóc những con vật của mình, vẫn còn rất nhiều cái công việc còn lại. Nên các bạn đừng quên để lại những bình luận về những cái kinh nghiệm chăm sóc những con vật giúp bọn mình, và các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Giúp Long Đen nhé. Nào, Quý Lâm, Ngũ Sắc, chào các bạn nào. Ơi trời, ơi trời, cái mặt kìa, cái mặt kìa. Chả có gì cho ăn cả. Mày ăn hết rồi chả chịu đẻ gì cả. Mày ăn hết của anh bao nhiêu châu chấu rồi, bao nhiêu dế rồi chúng mày chả chịu đẻ gì cả. Còn thằng Quý Lâm này nữa. Xem gì, định mổ cá. Nhảy xuống đấy lại chết đuối nhá. Sao? Rác đấy, rác đấy. Rác đấy, làm tổ đi, cam đi. Nào có thiếu cái gì nữa không? Ra đây, ra đây, ra đây. Chúng nó quen mặt mình rồi các bạn ạ. Chúng nó nhờn mình rồi.